Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc lúc này đã chuyển lạnh rất rõ, và với những người mà đã bị các bệnh về xương khớp thì có lẽ chúng ta sẽ hết sức khó chịu với thời tiết này, với những cơn đau ê buốt gây cảm giác phiền toái vô cùng. Các bác sĩ tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Hà Nội cho biết, những ngày gần đây số bệnh nhân vào khoa y học cổ truyền để điều trị các bệnh về xương khớp đã tăng lên rất là nhiều. Và nói về căn bệnh này thì chúng ta hay nghĩ rằng là xương khớp thì gắn với những người cao tuổi. Tuy nhiên thực tế hiện nay những người mắc các bệnh về xương khớp đang có xu hướng trẻ hóa, thậm chí là có người chỉ mới ngoài tuổi 20, đặc biệt là đối với nhân viên văn phòng. Trong đó các bệnh thường gặp chủ yếu là thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy, hội chứng ống cổ tay. Và sau đây chúng ta cùng nhau theo dõi ghi nhận của VTC9 về tình trạng này. Mắc bệnh đau lưng nhiều năm nay, thời gian gần đây, chị Hoàng Ngọc Anh, 30 tuổi, bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, mỏi vai gáy. Ban đầu, chị chỉ nghĩ là bệnh thông thường, đến khi cánh tay bên phải mỏi, tê cứng, thậm chí không thể điều khiển xe máy, chị mới tới bệnh viện thăm khám, điều trị. Lúc này, chị được chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống cổ, cổ mất đường cong sinh lý bình thường. Mình ngồi lâu một tư thế thì bao giờ nó cũng sẽ gây mỏi, nhưng cái lúc mỏi đó thì mình lại chủ quan, mình không có những cái động tác làm cho nó giãn cái cơ ra, mình không có quan tâm, thì nên là lâu dần mình sẽ bị. Và mình cũng có một cái thói quen là mình hay dùng điện thoại vào buổi tối khi mà lên giường á, ngủ hay dùng điện thoại nữa, mình hay xem điện thoại nên là đôi khi nó cũng bị mỏi. Cái lúc nằm đó nó cũng khá là mỏi nhưng mà mình lại tập trung quá vào điện thoại nên đôi khi mình không để ý. Bệnh nhân này mắc thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy hơn 10 năm nay. Cơ thể chị thường xuyên mệt mỏi, thậm chí chị hay ngất xỉu bởi thoái hóa đốt sống cổ ở mức độ nặng làm chèn ép mạch máu và rễ thần kinh, khiến não không được cung cấp đủ lượng máu, gây nên tình trạng thiếu máu não. Mình thường xuyên phải ngồi máy tính, mình ngồi thường xuyên khoảng mười mấy tiếng một ngày. Mặc dù là mình cũng thường xuyên đứng dậy rồi là vận động các thứ, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng vì do cái thời gian là mình làm việc quá nhiều ấy. Các bác sĩ cho biết cuộc sống hiện đại khiến số lượng người trẻ mắc bệnh xương khớp ngày càng gia tăng. Tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, có khoảng 30% bệnh nhân là người trẻ tuổi tới điều trị. Trong đó, các bệnh chủ yếu là đau vai gáy, hội chứng ống cổ tay, đau lưng, viêm quanh khớp vai, viêm khớp lò xo, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm. Đặc biệt, đối tượng thường gặp nhất là dân văn phòng. Dân văn phòng thì họ hay phải ngồi làm việc cả ngày, làm việc với máy tính cả ngày, ngồi lâu. Ngồi có thể là ngồi họ ngồi không đúng tư thế. Đấy. Thì ngồi lâu nó sẽ dẫn đến khí huyết không được lưu thông, rồi làm hạn chế vận động các xương khớp và nó sẽ ứ động ở các khớp và dẫn đến đau khớp. Đau vai gáy là một trong những bệnh văn phòng. Thứ hai nữa cái hội chứng ống cổ tay. Thứ ba thì có thể là đau lưng hoặc thoái hóa khớp gối. Thực tế, nhiều người trẻ nghĩ xương khớp là bệnh của người già. Trong khi đó, bệnh lý xương khớp thường diễn biến âm thầm. Khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu, nhiều người thường bỏ qua, tự mua thuốc giảm đau điều trị và không đi thăm khám. Vì vậy, tổn thương ngày càng nặng, thậm chí khi tới bệnh viện đã để lại những biến chứng nghiêm trọng. Trước đây mình có một vài hiện tượng trước về vai gáy nhưng mà không chú ý lắm. Thì cũng nghĩ là tuổi trẻ này thì không vấn đề gì, nó chỉ liên quan đến chắc ngủ sai tư thế. Mình cũng là người thích vận động nhưng không nghĩ là mình sẽ bị cái bệnh này. Các bạn trẻ mắc phải mà không điều trị kịp thời đấy thì những cái đó thì nó có sẽ dẫn đến những cái biến chứng như bệnh có thể dẫn đến biến dạng khớp, teo cơ cứng khớp và nặng hơn thì có thể tàn phế, hoặc nếu mà họ tự mua thuốc điều trị thì cũng có thể bị dẫn đến những cái bệnh kèm theo do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, ví dụ như bệnh lý dạ dày tá tràng hoặc là ảnh hưởng đến gan và thận nếu như dùng thuốc giảm đau không đúng. Ngồi nhiều, ngồi một tư thế, ít vận động, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, điện thoại di động là nguyên nhân khiến tỷ lệ người trẻ mắc bệnh xương khớp có xu hướng gia tăng. Vì vậy, để phòng bệnh, việc cần thiết là thay đổi thói quen này, tránh tập luyện thể dục thể thao quá sức, lao động nặng. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động tăng cường bổ sung thêm các loại canxi hữu cơ từ thiên nhiên và vitamin D kết hợp với cơ chế vận động, tắm nắng thường xuyên để bảo đảm xương chắc khỏe. Khi mắc bệnh, có thể tìm tới các liệu pháp đông y để điều trị, mang lại hiệu quả cao nhất.